Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng Dôn. Bây giờ thì đang là 8 giờ 30 tối của ngày thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2023. Và câu hỏi rằng là gần 5 tỷ đô la Mỹ đi đâu về đâu? Tôi phải nhấn mạnh lại với các bác, đó là gần 5 tỷ đô la Mỹ, tức là rơi vào con số là khoảng tầm 100, nghĩa là khoảng tầm 108 tỷ đồng. Báo cáo bác như vậy. 108 tỷ đồng đi đâu về đâu? Và đó là cái câu hỏi mà thật sự rằng là rất nhiều người đang muốn biết rằng là câu chuyện ở đây nó là cái gì. 5 tỷ đô la Mỹ, xin thưa với các bác, cực kỳ bí ẩn. Và đó là cái tiêu đề mà trên báo VN Express đã bật mí chúng ta. Và chúng ta thử nhìn xem này. Bí ẩn hơn 108.000 tỷ đồng tiền mặt bà Trương Mỹ Lan xuất khỏi SCB. Cảm ơn tất cả các bác nha. Mong các bác hãy tích cực ủng hộ, đăng ký kênh, like video, nhấn nút chuông thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Gần 5 tỷ đô la Mỹ. 108.000 tỷ đồng. Các con số bây giờ nó không phải là tỷ, chục tỷ, trăm tỷ hay thậm chí nghìn tỷ nữa, mà con số của nó lên tới trăm ngàn tỷ. Hơn 108.000 tỷ đồng tiền mặt của bà Trương Mỹ Lan đã xuất khỏi SCB. Và tại sao bạn làm được như thế này? Trong 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu USD tiền mặt rút từ SCB, bà Trang thì đã chỉ đạo rằng là lái xe riêng chở tiền về nhà hoặc trụ sở tập đoàn để sử dụng cho mục đích cá nhân. Mục đích cá nhân nha chị Quang. Đó. Và xin được gọi rằng là ở ngân hàng SCB thì bà Lan được gọi là biệt danh với tên là Madam, người chủ thực sự của SCB, có quyền lực cao nhất chi phối mọi hoạt động của nhà băng này. Và theo kết luận điều tra thì SCB được bà Lan sử dụng như là một công cụ tài chính để huy động tiền gửi, sau đó là cấp vốn cho hệ sinh thái của tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Khi cần tiền thì bà Lan sẽ chỉ đạo ngân hàng này phối hợp với cán bộ chủ chốt ở Vạn Thịnh Phát rút tiền dưới hình thức là giải ngân cho các hồ sơ vay được lập khống. Quy trình giải ngân tiền của SCB cho bà Lan thì được rút tiền trước và hoàn thiện hồ sơ sau. Tiền thì xuất khỏi ngân hàng, nữ chủ tịch sẽ chỉ đạo cấp dưới để chuyển đến công ty được giải ngân sang các pháp nhân, các cá nhân ma mở tài khoản tại SCB. Và khi cần sử dụng thì bà Lan yêu cầu là chuyển tiền lòng vòng trong các công ty chân rết do Vạn Thịnh Phát quản lý để tránh bị kiểm toán. Và trường hợp cần tiền mặt, bà Lan gài pháp nhân ma và hồ sơ vay vốn để hợp thức hóa. Thế nhưng thay vì chuyển khoản, bà chỉ đạo nhân viên rút trực tiếp tiền mặt và phần lớn tiền được rút ra ở SCB chi nhánh Sài Gòn, một trong những chi nhánh lớn. Và theo cơ quan điều tra, điểm chung của bà Lan thường sẽ yêu cầu là cần gấp tiền mặt và phải đáp ứng ngay. Khi nhận lệnh từ nữ chủ tịch thì lãnh đạo SCB sẽ chia nhau tìm cách đáp ứng, và tiền thì chủ yếu lấy từ các khoản vay tín dụng hoặc là phát hành trái phiếu. Tiền mặt thì xuất khỏi nhà băng thì được đưa cho Bùi Văn Dũng, lái xe của bà Lan, để dùng ô tô trở về nhà riêng của nữ chủ tịch ở tòa nhà Sơ Gút số 127 Pasteur, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là trụ sở tập đoàn Vạn Thịnh Phát ở 103, 193, 203 Trần Hưng Đạo. Và tiền sau đó thì sẽ do Dũng hoặc Trần Thị Hoàng Uyên là trợ lý của bà Lan chuyển đến các địa chỉ khác nhau do nữ chủ tịch chỉ đạo. Và Dũng và Uyên thì không được phép ghi chép, lưu giữ về lai lịch hay địa chỉ người nhận tiền. Các bạn này không được phép ghi chép, lưu giữ về lai lịch hay địa chỉ người nhận tiền. Và trong theo sổ sách, theo sổ ghi chép cùng lời khai của Dũng Uyên thì từ tháng 2 2019 đến khoảng tháng 9 2022 thì đã vận chuyển tiền mặt từ SCB về bà Lan, tập đoàn Vạn Thịnh Phát hoặc giao cho người khác thì ước tính là khoảng 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng 335 tỷ. Và kết luận điều tra thì không nêu về đích đến cuối cùng của các khoản tiền này. Và Dũng và Uyên thì bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, song cảnh sát thì tách cái vụ án này ra để điều tra sau. Và các bác thì thấy rằng là không biết cái đích đến là đi đâu về đâu với con số là 108.000 tỷ đồng. 108.000 tỷ đồng và 14,7 triệu đô la Mỹ. Các bác tưởng tượng rằng là
chỉ trong vòng có từ tháng 2 2019 cho đến tháng 9 năm 2022, tức là khoảng hơn 3 năm. Hơn 3 năm thì xin thưa với các bác, chỉ có hơn 3 năm mà con số là 108.000 tỷ được chuyển đi, vùng 14,7 triệu đô la Mỹ. 108.000 tỷ này trong hơn 3 năm thì các bác tưởng tượng rằng là không biết nó đi đâu về đâu nữa. 108.000 tỷ. 108.000 tỷ nha các bác. Và các bác chia cho tôi thử xem rằng là trong 3 năm thì là có bao nhiêu ngày. Chúng ta có 365 ngày nhân với 3. Cứ cho mỗi ngày một chuyến xe thì phải chở bao nhiêu cho hết cái số tiền đó. Phải chở bao nhiêu chuyến xe thì mới hết số tiền này. Trong một ngày, chúng ta phải tính như thế để chúng ta thấy rằng là cái số tiền nó khủng khiếp thế nào. Các bác tưởng tượng rằng là 1 tỷ đồng thì nó là bao nhiêu tiền, bao nhiêu cọc tiền. Ở đây là tiền Việt Nam đồng nha. Chúng ta cứ giả định là cái mệnh giá lớn nhất là cái mệnh giá là 500.000 đồng. Đúng không ạ? Một tệp này là 50 triệu, một cọc là 10 tệp, là một tệp, một cọc thì là 500 triệu và hai cọc thì có thể là 1 tỷ. Bốn cọc thì là 2 tỷ. Vậy bao nhiêu cọc thì mới được 108.000 tỷ? Và phải dùng xe gì để chuyển? Và chuyển cho ai? Cho ai? Và bây giờ số tiền này đi đâu về đâu? Tôi thì cho rằng đây là một trong những cái chi tiết cực kỳ đáng lưu ý. Bởi vì có những cái khoản tiền, xin thưa với các bác, sẽ dùng để làm gì? Đó. Bà Lan tồn tại ở đất Sài Thành không phải là mới. Xuất thân thì xin thưa với các bác rằng là cực kỳ kỳ lạ. Lúc đầu chỉ là cái cô mà bán ở chợ An Đông. Đó. Thế rồi vô tình quen đến một nữ nhân. Và cuối cùng, nữ nhân này lại có chồng là tuyệt vời. Và nữ nhân này đã giúp rằng là bà Lan len lỏi vào trong chính trường. Đó. Và cuối cùng là trở thành một trong những nữ đại gia kinh khủng. Ông chồng của bà Lan là ông Chu Lập Cơ. Cũng chỉ lúc đầu sang Việt Nam với cái việc mà buôn bán lặt vặt. Thế nhưng rồi cuối cùng thì là kết nối với cả cái giới bất động sản của bậc nhất đắt đỏ nhất thế giới là Hồng Kông. Và cuối cùng là trở thành những nhân vật máu mặt tại Hồng Kông của những cái dự án mà thật sự là người ta không thể hiểu được, chỉ mua và để đấy. Rất khủng khiếp với cả liên quan chỗ này. Vậy thì 108.000 tỷ nó đi đâu về đâu? Nó trao cho ai? Chỗ nào? Tại sao kết luận điều tra lại không nêu? Chả lẽ mỗi mình một bà cục trưởng mà nhận 5,2 triệu đô la Mỹ? Kinh nghiệm thì của tôi thì cho thấy rằng là với vị trí của bà thì bà không tự nhiên nhận được, trừ khi rằng là có một cái mớm là thôi của mày đấy, thế là phần của mày thôi thì cứ nhận đi, yên tâm, tất cả lo xong hết rồi. Cái câu lo xong hết rồi thì không biết là lo cái gì. Thế nhưng mà bà cục trưởng chỉ là những người cuối. Và thật sự tôi nghĩ rằng là nếu như nhân vật nào mà tiếp tay cho bà Lan, vợ chồng bà Lan, thì thật sự rằng là đáng bắn thì 100 lần cũng không hết tội. Bởi vì nếu như ấy, tôi chỉ nói như thế này, hậu quả xảy ra. Có mấy cái giai đoạn, những cái giai đoạn trước nếu mà điều tra bà Lan thì những cái năm 2008, 2007, 2008 thì đã không có tình trạng hậu quả xảy ra như thế này. Và chứ cho rằng là đến 2018, mười cuối 2017 mà siết chặt lại cái chỗ ngân hàng thì lúc đó thiệt hại chỉ rơi vào cỡ khoảng 54.000 tỷ. 54.000 tỷ. Nhưng bởi vì là không có cái, như là bởi vì là không có cái sự can thiệp của bên phía ngân hàng nhà nước thông qua cuộc thanh tra đó, thì cái số mà bà rút ruột ra đến bây giờ là nó lên tới nửa triệu tỷ và cả triệu tỷ đồng đó. Và thiệt hại lên tới hàng mười mấy tỷ đô la Mỹ. Thế thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu như mà một cái quyết định của bên họ thôi thì đã giảm bao nhiêu thiệt hại cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam. Thế nhưng bởi vì bảo kê, bao che để rồi nó thành ra như thế này, thì chúng ta phải hiểu rằng là họ có bắn 100 lần cũng không hết tội. Báo cáo mà thì bắn 100 lần cũng không hết được tội. Cho nên ấy, tại sao để tham nhũng xảy ra thì hậu quả nó vô cùng khủng khiếp.
Đáng nhẽ chúng ta để có thể rằng là nếu mà những ý kiến phản biện, những tiếng nói nghi vấn về những sự bất thường tại Việt Nam mà được lắng nghe một cách cụ thể thì đã không có cái chuyện này xảy ra. Đúng không? Đã không có cái chuyện này xảy ra. Thế nhưng bởi vì tại sao nó xảy ra? Đó là bởi vì rằng là nó như một vùng đất cấm mà người ta chỉ thích có tung hô chứ không có thích rằng là một cái sự hoài nghi. Họ cho rằng đây là chống phá, đây là thế lực thù địch vân vân. Để rồi cái vụ mà bắt nhà báo Nguyễn Việt Chiến, nhà báo Nguyễn Văn Hải đã làm cho truyền thông không dám động đậy nữa. Và rồi cuối cùng tham nhũng khủng khiếp, và cuối cùng là chúng ta nhìn thấy con số nó lên tới cả triệu tỷ đồng. Tôi nghĩ rằng là ban tuyên giáo phải nghiên cứu lại cái chỗ này để thấy rằng là muốn phòng chống tham nhũng thì phải thế nào. Đó. Muốn phòng chống tham nhũng thì phải thế nào? Bởi vì nếu không thì người dân chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khóc than mà thôi. Đúng không? Cảm ơn tất cả các bác. Chúc các bác một ngày tốt lành.